Rồi, xin chào anh em. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách in đơn hàng trên Giao hàng Tiết kiệm bằng máy in Abit làm sao đẹp nhất, và quan trọng là phải bắn được mã vạch bằng súng bắn chuyên dụng. Vì là Giao hàng Tiết kiệm sử dụng cái khổ giấy A4 hoặc A5 và in theo chiều ngang, nên là khi anh em sử dụng những cái máy in tem nhãn giống như kiểu là của Abit Q900 này anh em in, thì chắc chắn là sẽ rất là khó canh, hoặc là nếu in được ra thì cũng rất là khó bắn, thậm chí là không bắn được mã vạch. Đó, anh em nhìn xem thử này, cái trang của nó rất là khó chịu. Bởi vì là bản thân Giao hàng Tiết kiệm người ta cũng chưa nghĩ tới cái việc là sẽ tích hợp những cái máy in dạng như thế này cho cái việc in đơn của họ, nên họ đang phát triển cho những cái trang in dạng A5 theo chiều ngang là chủ yếu, mà trong khi máy in Abit này in theo chiều dọc. Mà những cái máy in khác dạng như vậy cũng thế, nó sẽ in theo chiều dọc để nó cái họng giấy nó nhỏ nhất, nó tiết kiệm được cái chi phí sản xuất. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cài một cái tiện ích nhá. Đầu tiên anh em mở một tab mới này, anh em vào cái biểu tượng ba chấm ở góc này này, chữ app này, đó anh em thấy chưa, anh em vào cái web store là cái kho ứng dụng của cái Google Chrome đấy, ô tìm kiếm này nhá, ô tìm kiếm anh em gõ cái từ khóa là Abit Q900. Rồi, anh em thấy chưa? Abit Q900 Printer Helper. Đây là một cái tiện ích mà anh em trong team Abit bên mình đã phát triển, nhằm mục đích là giúp cho những khách hàng in trên Giao hàng Tiết kiệm và một số cái website khác, nó căn chỉnh đúng cái khổ giấy để có thể in đẹp nhất trên những máy in tem. Và cụ thể ở đây là máy in Abit Q900. Sau khi cài xong này, anh em có thể xem những cái tiện ích mình đã cài ở cái phần này. Ở đây nó sẽ show tất cả những cái tiện ích mà anh em đã cài. Anh em vào cái phần detail này để xem cái tất cả những cái thông tin về nó. Hiện tại cái tiện ích này bên mình phát triển và nó đang hỗ trợ cho Giao hàng Tiết kiệm, Sendor và Tiki. Bởi vì ba cái sàn này là có cái trang in rất là khó để mà in được trên máy in Abit Q900. Sau khi cài xong cái tiện ích này, anh em lót lại trang in, anh em sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Rồi, để khởi khổ giấy dọc này, anh em thấy chưa, trang giấy là rất vừa vặn, mình chỉ căn chỉnh thêm một chút nữa thôi. Ở cái phần canh lề này, anh em để là nan hoặc là minimum, tức là để tối thiểu đấy, thì cái khổ giấy nó sẽ tràn ra sát mép, nó tận dụng hết khổ giấy, kích thước nội dung in nó sẽ to nhất có thể, và như vậy thì chúng ta rất dễ dàng đọc, cũng như là những cái máy quét mã vạch nó sẽ hoạt động tốt hơn, quét dễ dàng hơn. Đó, anh em thấy chưa, trên một trang in 10x15 nó phủ gần hết mặt bề mặt luôn. Đó, anh em để ý các cái thông số này nhá, tất nhiên là phải chọn máy in Abit và cái khổ giấy là 10x15 rồi. Rồi, anh em ấn in. Rồi, anh em thấy chưa, rất là sắc nét, rất là chi tiết, canh lề bốn bên đẹp luôn. Đó, in là nó phải như thế, bắn tít tít, bắn phần nào ăn phần ấy. Nếu mà anh em quản lý chuyên nghiệp thì chắc chắn phải dùng tới mã vạch, tại vì những một đơn hàng anh em xuất ra hay một đơn hàng anh em đang vận chuyển tới lấy, người ta phải dùng những cái thiết bị chuyên dụng để người ta quét. Rồi, tương tự như vậy, nếu anh em in nhiều đơn hàng cùng một lúc thì cũng vẫn cứ thao tác theo cách bấy lâu nay anh em vẫn đang dùng. Chọn những đơn hàng, sau đó ấn vào in tất cả hay là in những đơn hàng đã chọn. Đó, thì nó cũng liệt kê tất tần tật những cái đơn hàng ra. Anh em chỉ mất công căn chỉnh một lần thôi, lần sau thì nó nhớ trạng thái. Đó, anh em thấy chưa, rất là đẹp. Team Abit đã phải thức ngày thức đêm để mà code cho xong cái tiện ích này để public lên cho anh em sử dụng. Tại vì khách hàng sử dụng Giao hàng Tiết kiệm cũng tương đối nhiều. Phần lớn các anh em mà bán hàng trên fanpage Facebook thì vẫn đang sử dụng Giao hàng Tiết kiệm rất là nhiều mà. Rồi, như vậy thôi, em ấn in là xong rồi đấy. Rồi, như vậy là mình vừa giới thiệu và hướng dẫn cho anh em cách in đơn hàng từ Giao hàng Tiết kiệm bằng máy in Abit thông qua cái tiện ích mà bên team Abit bên mình phát triển. Đó, thì với cách này anh em sẽ in được một cái đơn hàng nó đẹp,
chính xác và đặc biệt là sẽ bắn được mã vạch rất dễ dàng và hiệu quả. Hy vọng với bài hướng dẫn này sẽ giúp anh em có được một cách in mới hiệu quả hơn và giúp cho cái việc kinh doanh của anh em ngày càng phát triển hơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau nhé. We'll be right back.